Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tam Dan Media. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bộ Giao thông Vận tải sẽ công bố mức tăng giá tem xa lộ 1 năm. Phó Thủ tướng của Trump Harris lần đầu tranh luận trực tiếp Tổng bí thư chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Ireland. Thưa quý vị, Hạ viện Séc vừa thông qua việc tăng chi tiêu ngân sách nhà nước năm nay và mức tăng thâm hụt thêm 30 tỷ corun. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để khắc phục thiệt hại sau trận lũ lụt xảy ra vào tháng 9 vừa qua. Dự luật sửa đổi ngân sách đã được các đại biểu thông qua nhanh chóng và hiện đã được trình lên Tổng thống xem xét ký duyệt. Theo đó, mức thâm hụt được thông qua cho năm nay sẽ tăng từ mức 252 tỷ coron lên 282 tỷ coron. Hạ viện cũng đã thông qua các nghị quyết kèm theo do các phong trào đối lập ANO và SPD trình bày và được Bộ trưởng Bộ Tài chính Zbigniew Stanyura ủng hộ theo đề xuất của ano hạ viện yêu cầu chính phủ sử dụng một phần đáng kể khoản tiền tăng lên để giúp đỡ người dân và các công ty cũng như khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra cho toàn bộ tài sản của họ các phe đại biểu đối lập không nghi ngờ về sự hỗ trợ của nhà nước nhưng lại chỉ trích cách quản lý tổng thể của liên minh chính phủ hiện tại. Theo phó chủ tịch Ano Karel Havlicek, hiện Séc đang ở trong một tình huống bất thường. Nhà nước cần viện trợ liên quan đến thiệt hại do lũ lụt. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng trong 8 năm của chính phủ Ano, khoản nợ tăng trung bình khoảng 100 tỷ koron mỗi năm, nhưng sẽ tăng khoảng 300 tỷ koron mỗi năm theo chính phủ hiện nay. Trong khi đó, lãnh đạo SPD Tomio Okamura lại tỏ ra khá dè dặt về hình thức viện trợ thông qua việc gia tăng thâm hụt ngân sách. Theo ông, chính phủ nên ngừng viện trợ cho người tị nạn Ukraine và hủy bỏ ba văn phòng bộ trưởng. Lãnh đạo SPD và Chủ tịch Câu lạc bộ Ano Alena Shilerova nhấn mạnh rằng tất cả số tiền chỉ nên được dùng để xử lý thiệt hại do lỗ lụt gây ra. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc cho biết, trong những tuần gần đây, Séc được sơ tán một số công dân khỏi lý Băng thông qua lực lượng đặc biệt của Ukraine và Hungary do lo ngại về việc tấn công giữa Iran và Israel. Bộ cũng đang chuẩn bị cho các cuộc sơ tán tiếp theo. Bộ trưởng Ngoại giao Séc thông báo, Séc kêu gọi các công dân đang ở trên lãnh thổ Israel hãy ở trong nhà hoặc những nơi thích hợp khác gần nơi trú ẩn phòng không và nên hạn chế các hoạt động ngoài trời. Người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của lực lượng an ninh và các khuyến cáo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nhà ở đối với khu vực cư trú. Bộ Ngoại giao Séc đang lập danh sách cho các cuộc sơ tán tiếp theo để sơ tán công dân khỏi Liban. Bộ cũng đã thiết lập các cơ chế dành cho những trường hợp cần sơ tán đại sứ quán. Cơ chế này sẽ được kích hoạt trong thời kỳ khủng hoảng. Đại sứ Séc tại Liban cho biết họ đã ghi nhận 286 công dân Séc đang trong cơ sở dữ liệu của mình và khoảng 100 công dân Séc đã được đăng ký trong hệ thống Dros trải rộng trên toàn bộ lãnh thổ Liban vào tháng 10 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Séc đã kêu gọi công dân rời khỏi Liên bang về tình hình an ninh sau khi căng thẳng leo thang khi các cuộc tấn công khủng bố của Hamas trên lãnh thổ Israel ngày càng tăng và cuộc tấn công ở dài Gaza. Trong khuyến nghị vẫn còn hiệu lực, Bộ cảnh báo mọi chuyến đi đến Liên bang đều có thể gây nguy hiểm. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải Séc công bố mới đây, từ tháng 1 năm 2025, giá vé tem xa lộ một năm sẽ tăng thêm 140 korun lên 2.440 korun, giá vé tem xa lộ trong thời gian ngắn hơn cũng sẽ tăng lên. Đối với ô tô động cơ đốt trong, vé tem xa lộ một tháng sẽ tăng thêm 30 coron lên 460 coron, vé tem 10 ngày sẽ tăng thêm 20 coron lên 290 coron, vé tem một ngày tăng thêm 10 coron lên 210 coron và vé tem một năm tăng thêm 140 coron lên 2.440 coron. Đối với ô tô chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng và khí sinh học bioga sẽ có tem xa lộ rẻ hơn chủ sở hữu xe plug in hybrid, tức là ô tô có thể sử dụng động cơ điện và động cơ đốt trong, sẽ phải trả một phần tư giá tem thông thường. Bộ Giao thông Vận tải xác cho biết mạng lưới của đường xa lộ sẽ tăng thêm 100 km. Bộ sẽ sử dụng số tiền thu được từ tem xa lộ cho việc xây dựng và bảo trì đường xa lộ. Kể từ tháng 3, nhà nước đã thay đổi giá tem xa lộ theo chỉ thị của châu Âu. Cùng với thời điểm đó, Bộ Giao thông Vận tải đã áp dụng tem xa lộ một ngày có giá 200 coron và thay đổi giá tem của những loại khác. Theo ước tính của năm ngoái, khoản thu từ việc bán tem xa lộ đã tăng thêm 1,3 tỷ coron trong năm nay so với cùng kỳ. Phí trên đường xa lộ tại Séc được áp dụng từ tháng 1 năm 1995 và từ năm 2021, phiếu gián đã được thay bằng tem xa lộ điện tử ô tô trên 3,5 tấn phải nộp phí đi trên xa lộ và một số con đường cấp 1 theo số km đi được. Trong thời gian tới, thị trường xe cũ có thể xuất hiện những chiếc ô tô bị ngập nước do trận lũ lụt vừa qua. Theo công ty Sebia, những người muốn mua xe nên đặc biệt cảnh giác về ô tô từ nước ngoài và cả ô tô từ Cộng hòa Séc. Theo công ty Sebia, những chiếc xe bị ngập nước trên thực tế không thể phục hồi được và vấn đề chỉ lộ rõ sau so vài tháng sử dụng. Phụ tùng thay thế có thể tốn hàng chục nghìn coron. Ngoài ô tô từ Cộng hòa Séc, Serbia còn cảnh báo ô tô có khả năng gặp vấn đề từ Ba Lan, Slovakia, Đức, Áo hay Romania. Ô tô ngập nước thường được xuất khẩu từ trong nước đi bán cho các nơi khác và có khả năng một số ô tô từ các quốc gia khác cũng được đưa vào Séc. Theo giám đốc Serbia, những chiếc xe như vậy làm màu vàng cho những người bán hàng gian lận. Họ có thể kiếm được hàng chục tới hàng trăm nghìn đô nhờ chúng. Họ mua một chiếc ô tô bị ngập nước với giá rẻ tại một cuộc đấu giá hoặc mua bán trực tiếp với chủ sở hữu. Sau đó sẽ làm khô lau chùi và sửa sang lại, khiến cho chiếc xe trông giống như không có vấn đề gì. Thậm chí cả dấu vết của lũ lụt cũng không có. Khi đó người mua không hề nhận ra được những hỏng hóc thực sự của chiếc xe. Xe ô tô bị ngập nước thường khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường nếu chúng được vệ sinh và lau khô. Hậu quả của lũ lụt sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng với ô tô mới. Hệ thống lắp đặt điện và khí thải là những nơi dễ bị ảnh hưởng nhất. Ô tô sau lũ lụt có thể gặp vấn đề lớn nhưng không chỉ với việc lắp đặt điện mà còn bị ăn mòn thân xe hoặc làm giảm tuổi thọ của bộ lọc và bộ chuyển đổi xúc tác. Trên thực tế, nước lũ thường tràn vào toàn bộ bên trong hệ thống động cơ của xe. Tại vùng Kalopovsko, số người mắc bệnh viêm gan A đang ngày càng gia tăng, do đó các chuyên gia vệ sinh dịch tễ đã đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Vào thứ hai tuần trước, các chuyên gia vệ sinh dịch tễ của vùng đã ghi nhận 42 trường hợp mắc viêm gan A, nhiều nhất là ở Sokolovsko và 38 trường hợp mắc bệnh. So với cùng kỳ năm 2023, con số đã tăng thêm 88%. Vào thời điểm đó chỉ có 5 trường hợp được báo cáo. Vì vậy, các chuyên gia đã đưa ra các biện pháp chống dịch ở những khu vực có người mắc bệnh. Những người đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh phải tuân thủ vệ sinh dịch tễ cẩn thận và hạn chế tham gia các sự kiện cộng đồng, chẳng hạn như đi bể bơi hoặc tụ tập đông người trong 50 ngày một trong những trường tiểu học ở horyny slavskov bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã ứng phó với tình hình dịch bệnh bằng các biện pháp phòng ngừa cụ thể là khử trùng và tiêm chủng cho học sinh Tại khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Karolovi Vary, một số bệnh nhân phải nhập viện vì viêm gan. Điều này làm phức tạp tình hình vì khoa chủ yếu dành cho những trường hợp mắc bệnh nặng. Trong vài tháng qua, Ostrava cũng phải giải quyết sự xuất hiện của bệnh viêm gan. Các nhân viên dịch tễ và y tế ở quận Pesivov đã bắt đầu tiêm chủng tự nguyện cho người dân do lũ lụt. Họ lo ngại dịch bệnh có thể lây lan hoặc trầm trọng hơn sau mưa lũ. Tamda Express cùng khách hàng vững vàng sau thiên tai. Từ ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 10 tháng 10, chiết khấu 1% với đơn hàng có giá trị từ 10.000 đến 20.000 kurun. Chiết khấu 2% với đơn hàng có giá trị trên 20.000 kurun. Chương trình áp dụng với dịch vụ Tamda Express toàn cộng hòa xét, không áp dụng với chuỗi siêu thị Tamda Foods. Chương trình không áp dụng với mặt hàng rượu mạnh và thuốc lá. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamdaexpress.eu hoặc liên hệ qua số 210-323-888 lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Iran đã phóng tới 180 quả tên lửa đạn đạo về phía nước này đêm 1 tháng 10, trong khi phía Iran tuyên bố tập kích tên lửa vào Israel để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah và Hamas. Theo nhà chức trách Israel, hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động hiệu quả khi bắn chặn được lượng tên lửa lớn thù địch. Báo Times of Israel trích dẫn thông cáo của IDF xác nhận quân đội Mỹ ở Trung Đông cũng tham gia bảo vệ Israel bằng cách phát hiện mối đe dọa từ Iran và giúp bắn hạ một số tên lửa. IDF thống kê đã có những ảnh hưởng riêng lẻ ở miền trung Israel và một số tác động khác ở miền nam đất nước. Tuy nhiên, không quân Israel IAF không phải hứng chịu tổn hại nào trong đợt tập kích này của Iran. Các máy bay, hệ thống phòng không và kiểm soát không lưu của IAF đang hoạt động bình thường. Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn lời các nhân viên y tế thống kê chỉ có hai người ở Tel Aviv bị thương nhẹ do các mảnh đạn rơi trúng trong lúc Iran dội mưa tên lửa về phía nước này. Một số người khác được điều trị do bị thương nhẹ vì ngã khi chạy đến nơi trú ẩn và hoảng sợ quá mức hãng thông tấn ISNA đưa tin sau vụ tập kích gây chấn động, Iran đã cho đình chỉ các chuyến bay tại sân bay quốc tế Tehran. Truyền hình nhà nước Iran dẫn thông cáo của lực lượng vệ binh Hồi giáo IRGC cho biết họ đã phóng hàng chục tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Israel nhằm trả đũa các vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những chiến binh tử vĩ đạo. IRGC cũng đe dọa sẽ có các phản ứng dữ dội hơn nếu phía Israel đáp trả vụ tấn công tên lửa vừa qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa ra tuyên bố lên án việc mở rộng cuộc xung đột ở Trung Đông nhưng không đề cập cụ thể đến quốc gia nào. Ông Guterres nhấn mạnh điều này phải chấm dứt và cần có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn được đưa ra. Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran phạm sai lầm nghiêm trọng và sẽ trả giá vì đã phóng tên lửa vào Israel, trong khi Tehran tuyên bố thực thi quyền tự vệ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đêm 1 tháng 10 từ trong một hầm ngầm gần Jerusalem, ngay sau đợt tập kích gần 200 tên lửa đạn đạo của Iran. Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và đáp trả mọi kẻ thù của Israel. Thủ lĩnh Yahya Sinwar và chỉ huy quân sự nhóm Hamas thường không hiểu điều đó. Thủ lĩnh Hassan Nasrallah và chỉ huy quân sự Hezbollah cũng vậy. Ông Netanyahu nói thêm rằng, dường như những người Tehran cũng từ chối hiểu rằng bất kỳ ai tấn công Israel, phía Israel sẽ đáp trả ông netanyahu nhắc lại rằng israel sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa dù là bờ tây giải gaza liban hay xa hơn ở yemen syria và iran ông tuyên bố tel đang trên đà chiến thắng còn liên minh do Tehran dẫn dắt đang tháo chạy. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cáo buộc Iran đang khiến xung đột Trung Đông leo thang nghiêm trọng và IDF sẽ cần nhắc trả đũa. Chúng tôi sẽ có hành động vào thời điểm và nhắm vào địa điểm phù hợp, ông Hagari cho biết. Tuyên bố của Thủ tướng Israel và IDF gây ra nhiều lo ngại về nguy cơ Israel tiến hành đáp trả trực tiếp vào Iran và thổi bùng căng thẳng khu vực thành chiến tranh toàn diện. Quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiếp cận trung tâm Uleda sau nhiều tuần tiến công ở pháo đài tỉnh Donetsk. Vadim Filaskin, tỉnh trưởng Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, ngày 1 tháng 10 thông báo quân đội Nga đã tiến gần tới trung tâm Uleda và tình hình tại đây rất khó khăn. Igor Klimakovsky, cố vấn lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm, cùng ngày cho biết binh sĩ Ukraine phòng thủ ở Uleda đang bị vây chặt. Ông nhấn mạnh, trong vài ngày nữa, lực lượng Nga sẽ kiểm soát thêm một đô thị tại tỉnh Donetsk. Tổng thống Volodymyr Zelensky và quân đội Ukraine không bình luận về tình hình ở Uleda. Chưa rõ lực lượng Nga đã kiểm soát bao nhiêu phần của thành phố được mệnh danh là pháo đài ở tỉnh Donetsk này. Chỉ huy tiểu đoàn phương tiện bay không người lái thuộc lữ đoàn cơ giới 72 Ukraine cho biết họ bị Nga áp đảo về cả hỏa lực lẫn quân số, cho biết thêm rằng đơn vị giới quyền đang làm mọi cách để bảo vệ tuyến đường rút lui cho binh sĩ Ukraine tại Uleda. Theo chuyên gia quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko, Nga điều khoảng 2.000 đến 3.000 quân tiến công Uleda từ ba hướng. Ông Kovalenko nói, lực lượng Ukraine không thể cầm cửa Uleda trong tình hình này, đồng thời kêu gọi giới chức sớm đưa ra quyết định rút quân khỏi thành phố. Với địa hình cao và vị trí gần hai mặt chính, Uleda có vai trò quan trọng trong phòng tuyến Ukraine ở Tây Nam Donetsk, cho phép lực lượng phòng thủ kiểm soát khu vực rộng lớn xung quanh, ngăn các đơn vị Nga thọc sườn hàng loạt ở thành phố trọng yếu và không thể dùng tuyến đường sắt Donetsk Volnovakha cho mục đích quân sự. Trong hơn hai năm xung đột, Nga nhiều lần triển khai chiến dịch công phá thành trì Uleda nhưng chưa thành công, thậm chí còn hứng chịu tổn thất nặng nề. Các chỉ huy Nga tại thực địa đã hứng chịu chỉ trích dữ dội về những thiệt hại nghiêm trọng trong chiến dịch này. Sáng nay mùng 2 tháng 10, hai ứng viên phó tổng thống Mỹ là thượng nghị sĩ J.D. Vance của Đảng Cộng Hòa và thống đốc bang Minnesota Tim Walz của Đảng Dân Chủ bước vào phiên tranh luận đầu tiên và duy nhất, thảo luận vấn đề Trung Đông, nhập cư, biến đổi khí hậu. Cuộc tranh luận do đài CBS News tổ chức tại thành phố New York, Mỹ và không có khán giả. Vấn đề đầu tiên trong phiên tranh luận là tình hình Trung Đông, ông Woods nhấn mạnh rằng Mỹ cần tiếp tục hiện diện ở Trung Đông và cho biết ông ủng hộ việc tiếp tục sát cánh cùng Israel chống lại các lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn. Đáp lại, ông Vance ca ngợi thành tích của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phó tướng ông Trump nói rằng khi còn tại nhiệm, ông Trump đã mang lại sự ổn định bằng cách thiết lập các biện pháp gian đe hiệu quả. Phó tướng ông Trump tuyên bố ủng hộ các đồng minh bất kể họ ở đâu khi họ chiến đấu với những kẻ xấu. Về vấn đề nhập cư, ông Woods lưu ý rằng một nhóm lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đã làm việc để soạn thảo dự luật mới nhằm cung cấp kinh phí và tăng cơ an ninh tại biên giới phía Nam, nhưng cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống lại dự luật này. Khi được hỏi liệu có tách con cái khỏi cha mẹ nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam hay không, ông Vance quay sang chỉ trích bà Harris, cáo buộc chính quyền đương nhiệm cho phép các băng đảng hoạt động tự do và lợi dụng trẻ em để buôn lậu ma túy vào đất nước. Hai ứng cử viên tranh luận gay gắt về vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Woods ca ngợi chính quyền đương nhiệm tài trợ cho các dự án năng lượng sạch, trong khi ông Vance kêu gọi tăng sản lượng năng lượng tại Mỹ để thu hút việc làm. Về vấn đề quyền sinh sản, Thống đốc Woods nói đây là quyền cơ bản của con người và là vấn đề về chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Vance ủng hộ gia đình theo đúng nghĩa đen và ủng hộ các phương pháp điều trị hiếm muộn. Về kinh tế, ông Vance lập luận rằng kế hoạch kinh tế của ông Trump sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngay trong ngày đầu nhiệm kỳ. Còn ông Woods bảo vệ kế hoạch kinh tế của bà Harris, tập trung vào tầng lớp trung lưu, giúp nhà ở và quyền sở hữu nhà trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời cắt giảm thuế. Hai ứng viên phó tổng thống cũng tranh luận gay gắt về quyền phá thai. Ông Woods nói rằng ông và Phó Tổng thống Harris đang thúc đẩy việc khôi phục các biện pháp bảo vệ quyền tiếp cận phá thai. Trong khi đó, ông Vance đã cố gắng truyền tải thông điệp bảo thủ nhân đạo về phá thai để chống lại nhận thức rằng lập trường cứng rắn của Đảng Cộng Hòa về quyền sinh sản có thể khiến họ mất phiếu bầu. Thưa quý vị, giới chức Mỹ thông báo tính đến ngày mùng 1 tháng 10, số người thiệt hại do bão Helene đã tăng lên ít nhất 155 người. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đang chuẩn bị đi thị sát một số khu vực chịu thiệt hại do mưa bão. Số liệu thống kê của giới chức địa phương và truyền thông cho thấy, bão Helene đã khiến ít nhất 74 người thiệt mạng ở Bắc Carolina, 36 người thiệt mạng ở Nam Carolina, trong khi con số này bang Georgia và Florida lần lượt là 25 và 14 người. Bang Tennessee cũng ghi nhận 4 người thiệt mạng do bão Helene, trong khi con số này bang Virginia là 2 người. Thống đốc bang Bắc Carolina, Roy Cooper đã mô tả thiệt hại do bão Helene gây ra là kinh hoàng và vượt ngoài sức tưởng tượng. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Quan chức này cũng lưu ý việc khắc phục hậu quả sẽ là một thử thách vô cùng lớn trong bối cảnh mất điện trên diện rộng, đường xá bị hư hỏng và việc tiếp cận các khu vực bị cô lập gặp nhiều trở ngại. Chính quyền bang phải sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ đến các cộng đồng không thể tiếp cận bằng đường bộ. Trong khi đó, các nhà khí tượng cho biết. Bão Helin đã gây ra trận lũ lụt nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại Bắc Carolina. Các chuyên gia cho rằng thảm họa này là một hệ quả của một sự kết hợp giữa các yếu tố gồm thời tiết cực đoan, địa lý và thủy văn. Lượng mưa lớn đã chút xuống một khu vực rộng lớn, biến những dòng suối nhỏ thành những con sông hùng dữ, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Dự kiến trong ngày 2 tháng 10, Tổng thống Biden sẽ đến Bắc Carolina và Nam Carolina, trong khi Phó Tổng thống Harris sẽ đến thị sát bang Georgia. Bắc Carolina và Georgia là hai trong số những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão Helene, và đây cũng là hai bang chiến địa quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. TAMDA Đa Express cùng khách hàng vững vàng sau thiên tai Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10, chiết khấu 1% với đơn hàng có giá trị từ 10.000 đến 20.000 kurun. Chiết khấu 2% với đơn hàng có giá trị trên 20.000 kurun. Chương trình áp dụng với dịch vụ Tamda Express toàn Cộng hòa Séc, không áp dụng với chuỗi siêu thị Tam Đa Food. Chương trình không áp dụng với mặt hàng rượu mạnh và thuốc lá. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamdaexpress.eu hoặc liên hệ qua số 210 323 888. Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tại Mông Cổ, chiều tối mùng 1 tháng 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Thành Cát Tư Hãn, thủ đô Ulaanbaatar đi thăm cấp nhà nước tới Ireland từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 10 2024. Theo đặc phái viên thông tấn xã Việt Nam, đúng 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Dublin, thủ đô Dublin, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Ireland. Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Dublin có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải dương Pippa Hackett, Cục trưởng Cục lễ tân Bộ Ngoại giao Imon Mackey, Thị trưởng vùng Fingal Brian McDonald, Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Nifaluin, Đại sứ Việt Nam tại Ireland Đỗ Minh Hùng và phu nhân cùng một số cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Ireland. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1996. Ireland là một dân tộc có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về lịch sử và truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên, nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Hai bên có nhiều dư địa tiềm năng để tăng cường hợp tác cùng phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Ireland có thế mạnh như đầu tư chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học. Chiều mùng 1 tháng 10 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ cơ quan về triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, qua giả soát, hiện nay cả nước còn hơn 153.000 nhà tạm rột nát ở các mức độ khác nhau. Nếu hỗ trợ cho các hộ dân với mức 50 triệu đồng trên hộ xây mới, 25 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà ở, thì cả nước cần hơn 6.500 tỷ đồng. Tại lễ phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, rột nát đến năm 2025, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ 320 tỷ đồng vào quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, các địa phương cũng vận động được hơn 44 tỷ đồng cho công tác này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 đã được phát động, triển khai có hiệu quả, không hình thức. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát trên toàn quốc vào cuối năm 2025, chào mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cần làm cách mới, quyết liệt, khoa học, hiệu quả hơn. Theo Thủ tướng, cùng với xây dựng nhà ở cho người có công và theo 3 chương trình mục tiêu quốc gia, từ nay đến hết năm 2025, cả nước phải xóa hơn 153.000 nhà rột nát, nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thủ tướng chỉ rõ huy động tất cả các nguồn lực cho xóa nhà tạm, rột nát cho người dân, cùng với nguồn lực nhà nước, huy động nguồn xã hội hóa bao gồm tài chính, vật liệu, công sức và các hình thức nguồn lực khác. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội, chung tay hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát trên toàn quốc. Các cơ quan truyền thông tăng cường truyền thông vận động cho phong trào, giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng điển hình. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9, 7 nhà hàng Việt Nam tại thủ đô Paris, Pháp phối hợp với siêu thị Thanh Bình Dơn đã tổ chức bán hàng gây quỹ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua tại các tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Đây là sáng kiến của nhà hàng phố cổ ở quận 13 Paris. Ông Hoàng Trọng Đạt, chủ nhà hàng phố cổ, thành viên ban tổ chức hội trợ ẩm thực từ thiện cho biết sau khi thông tin về cơn bão Gia Ghi đã gây ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế và đời sống của bà con, chúng tôi phối hợp siêu thị Thanh Bình Dơn và một số nhà hàng khác tổ chức không gian ẩm thực từ thiện. Tham gia tổ chức không gian ẩm thực có 7 nhà hàng gồm Phố Cổ, Bếp Nhà An, Góc Nhỏ Việt Nam, Cúc Nguyễn, Góc Hà Nội, Bum và Bún Mì. Diễn ra vào cuối tuần nên sự kiện này đã thu hút đông đảo người Việt ở khu vực thủ đô đến thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam như phở, bún trà, bún thang, bánh mì, bánh rán, nước mía, chè và cũng là để quyên góp cho bà con bị bão lũ. Nhiều kiều bào đánh giá cao sáng kiến tổ chức ngày ẩm thực, ủng hộ đồng bào bị bão lũ và mong muốn có thêm hoạt động từ thiện sẽ được tổ chức ở các nơi khác trên nước Pháp để có thật nhiều nguồn quyên góp cho bà con ở trong nước. Những tuần qua, cộng đồng người Việt cùng bạn bè Pháp đã tích cực thể hiện tinh thần, tương thân, tương ái, hướng về đồng bào bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ. thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ ngày hôm nay. Mọi thông tin và thắc mắc quý vị hãy gửi về địa chỉ email infoa.tamdamedia.eu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin ngày mai.